Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh hướng dẫn sử dụng của Bê Đê Việt Nam. Hôm nay em sẽ dùng thiết bị Autel M906 Pro để cài lại hộp túi khí của Ford Ranger 2016. Thì đối với những dòng Ford này, anh em sẽ chọn vào cái mục Automatic Selection, nó sẽ tự động nó nhận số khung của xe và nhận diện xe, để anh em sẽ bớt đi những cái thao tác mà phải chọn thủ công, nó sẽ tốn thời gian của các anh em. Hiện tại là máy đang quét vào xe. Rồi. Tiếp tục em sẽ chọn vào một control unit. Chọn vào hộp RCM là hộp túi khí. Retain control module là hộp điều khiển túi khí. Để xem khi mà chúng ta thay hộp thì nó hiện tại là đang báo lỗi như thế nào. Nó kêu chúng ta phải on chìa lên để thực hiện quét vào hộp. Đây, anh em thấy có cái mã lỗi là U2001. Nó bảo là chúng ta phải thực hiện việc config lại cái hộp module sau khi thay thế. Em đang thực hiện việc xóa lỗi coi cái lỗi này nó mất không. Nếu mà lỗi vẫn y vậy á, thì anh em phải tiến hành vào anh em cài lại cái hộp túi khí này. Rồi, lỗi vẫn như vậy thôi. Mà báo rất nhiều lỗi, nhưng mà nó sẽ chỉ có ba lỗi chính thôi. Nó có công tắc bên phụ nè, hoặc đèn cảnh báo bên phụ, và cái lỗi là Initial Config Not Complete, là phải thực hiện việc lại config lại hộp điều khiển túi khí. Hiện tại thì trước đó thì em đã lắp cái hộp mới rồi. Hiện tại thì em đang tháo cái hộp mới ra và lắp cái hộp cũ lại. Tiếp tục chúng ta sẽ vào mục Programming. Rồi, em sẽ chọn tiếp là Programmable Module Installation. Em sẽ chọn hộp RCM. Rồi, nó kêu chúng ta phải xác định được số VIN. Chúng ta phải xác định được số VIN của xe, đúng của xe. Rồi, lúc này em sẽ nhập cái số khung của xe vào, giống y như trên đăng kiểm. Rồi, em nhấn OK. Rồi, nó hỏi chúng ta có đang on chìa khóa không. Nếu mà anh em vẫn on thì anh em nhấn OK. Lúc này anh em sẽ ấp chìa khóa đi. Rồi sau khi ấp chìa khóa anh em nhấn OK. Rồi lúc này chúng ta sẽ lắp cái hộp túi khí mới vào. Chúng ta sẽ tiến hành vào, chúng ta config là hộp. Rồi, hiện tại là nó kêu chúng ta phải nhập những cái mã code vào. Những cái mã code này thì anh em có thể liên hệ đến OBD Việt Nam để được hỗ trợ thêm. Rồi, chúng ta đã cài xong cái hộp túi khí rồi. Cái này anh em sẽ up chìa. Rồi, anh em nhấn OK. Rồi, hộp túi khí đã được mới đã được cài đặt thành công rồi.
À, lúc này anh em ôn chìa nha, quay về hộp túi khí để đọc lỗi xem coi cái những cái lỗi nó đã mất chưa. Vào cho bác. Rồi, hiện tại những cái lỗi như lúc đầu anh em thấy nó đã mất rồi. Nghĩa là chúng ta đã cài đặt được thành công, program lại thành công lại cái hộp điều khiển tua khí mới rồi. Rồi vừa rồi em đã hướng dẫn các anh em cách cài lại hộp tua khí trên xe Forerunner 2016. Và xin chào tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.